cái gì này nó sừng lên nè. Thuốc. Từ đây tới chiều á, thế nào là nó cũng sình lên thêm một chút nữa nè. Có một cái mùi thật là đặc trưng luôn. Mình ngắm nhìn nó cưa nữa. Bỏ vô. Bỏ vô. Rồi, chắc là gì là được rồi đó. Nhiều mồi lắm rồi đó. Vì lỡ nó sẽ khoái lắm nè. Bỏ vô thêm nha. Nay mình được mấy cái lợp vậy? 8 cái á. 8 cái lợp ha. Vậy là sẽ được 8 con ếch. 9 con luôn. Lỡ ướt thì ướt chục đi. Chục hả? Bây giờ mồi mà cá linh mà nó sình lên ha, người ta gọi là cá linh sình. Nó gã thịt luôn rồi nè. Từ đây tới tối nó còn gã thêm nữa đó. Ôi ơi. Cho hết cái mới này vô đây luôn. Còn nữa cái lợp này chắc đắt lắm đây. Là màu cam. Đây. Rồi, đi thôi. Sẽ đem đi nha. Quá trời lợp luôn. Đây, một cái nữa. Rồi, đây, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha, xin chào. Các bạn ơi, hôm nay thì mình với lại Ngân, đây trên tay mình là có 5 cái lợp ếch, còn bên Ngân là 3 cái. Dạ, thì ngày hôm nay á mấy chị em có đi ra chợ nè, mua được một ít mấy con cá linh nè. Bây giờ mình sẽ cắt, mình bỏ vô trong cái lợp ếch này, mình sẽ đi đặt vòng vòng xung quanh cái hồ của mình nha. Tại vì hổm gầy các bạn cũng biết đó, trời mưa rất là lớn, rất là to luôn, nên là ếch nó sẽ vô hồ đẻ rất là nhiều. Mấy chị em đặt 8 cái lợp ếch này, hôm qua ngày mơi chắc là sẽ trúng mánh được rất là nhiều ếch luôn đó. Nhà mình đi đặt thôi. Hy đi vọng thôi. Trúng một mẻ thiệt là lớn luôn. Mình đặt ở đây một cái đi nha ơi. Nè, ngay cái chỗ mà nó có sắp sắp mấy nước nè, vậy thì ếch nó sẽ vô nhiều lắm á. Ở đây một cái nha. Phèn đây đi. Ui, ngang ơi. Có ếch con với cá nhiều lắm. Đầy đầy đắp nó lại vậy nè. Rồi, đắp nó lại vậy đi. Rồi, đem lên. Đi thôi. Tiếp tục. À, đắp một cái nha, nhớ nha. Kìa kìa kìa, cá nó chui vô cái gì kìa. Động nước quá trời luôn. Chắc là ếch nhiều lắm đây. Ban đêm á thấy nó kêu quá trời kêu luôn á. Nước bên đây trong xanh mà cắm ơi. Trong không? Quá trời trong rồi. Xích dưới nước xíu. Xích dưới đi, ở đây không đặt được rồi. Ở đây nhiều nước quá. Miếng này chắc được nè. Đắp nó lại. Mình ẩn nó vô trong. Cho nó cứng cứng á, để hồi nhảy vô ếch nó vô cái nó trôi lợp mình đi á. Rồi, nó một cái đi. Ui, dưới đây chắc nhiều lắm này Ngân ơi. Quá trời nước rồi. Kìa, có đó kìa. Quá trời nước luôn rồi. Như cái đại dương mênh mông vậy á trời. Ôi, chỗ này nước nhiều lắm Ngân ơi. Ở đây đi. Ở đây đi. Nước nhiều lắm, mình đặt này nó bị lúc lúc cái phải vô trong á Ngân ơi. Ở trong đây nè. Ừ, ở ngoài nó bị lúc rồi. Ây da, không được. Không được gì đây đi.
không được, ở đây nước nó bị lút quá, mình đặt là bị mất tiêu cái lợp luôn á, ếch nó không chui vô đâu. Vô trong đặt. Mình đặt bên trong đi, bên ở trong ngoài đó nước nhiều lắm. Chị mất tiêu cái lợp của mình luôn. Đây, mấy chỗ này nè. Lấy cỏ che cho nó phóng vô. Thì đi ha. Nhớ nha. Ba cá đúng không? Kìa kìa kìa, có gì vậy? Có con gì á? Nó kìa kìa kìa, ếch con nhái, con nhái xanh. Đây đi. Hàng cái nó đi. Đặt ngay chỗ này nè. Ngay chỗ con nhái xanh nó đang nhảy nè, người là mời nó sẽ nhảy vô. Chút nhảy vô nè. Thiệt. Hay, ở đây ếch nhiều lắm các bạn ơi, các bạn thấy đó, nó nhảy liên tục luôn á. Rồi, đây cái này. Tiếp tục. Còn cái bè kìa, mít nước nhiều không? Tiếp hai. Rồi cái cậu nó lắc nè. Nay có một mã áo tím đi trùng với mình hết Ngân ơi. Màu tím. Nhanh lên màu tím ơi. Siêu quá hả? Mình đi xuống dưới đây đi ha. Đi hai. Đang đợi màu tím qua đó. Ủa chị ra đây có một bất ngờ cho chị nè. Wow, bất ngờ chưa? Đây, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị các bạn nha. Xin chào một lần nữa. Các bạn ơi, hôm nay thì đúng lúc là hai chị em tụi mình đi dở lập ếch. Thì chị Dung qua đúng ghê luôn á. Giờ chị Dung qua là không có ngay bữa cơm nữa, mà ngay bữa đi dở. Dở lập ếch. Dạ, nên là cho chị Dung một bất ngờ nha. Nhìn kia, cái lập nó trôi mất tiêu rồi chị Dung ơi, nhanh lên. Ủa, nó trôi đi mất tiêu rồi kìa. Ui, em thấy có gì ở trỏng á chị ơi. Wow, nó trôi đi, nó nhảy mà trôi đi khỏi cái chỗ mình đặt luôn á Ngân ơi. Ủa, các bạn coi con ếch nó mập nè, sao mà nó mập dữ vậy? Đã quá. Ui, mùa này á ếch mập lắm chị Dung ơi, nhưng mà con này là con ếch cổ thụ rồi các bạn ơi, một con ếch mẹ, một con ếch quá bự. Nó đẻ nhiều lắm. Ồ, tôi không nghĩ là nó bự gì luôn á. Đúng rồi. Đã quá. Đã, mình đi thôi, mình đã được một con ếch đầu tiên rồi. Quá bự. Ủa Dung nó hết hồn theo chưa vậy? Ừ, cắm kia chị đó. Định xách theo lần đựng á, nhưng mà nó mập quá, thôi nghỉ đựng luôn. Thôi nghỉ đi, cắm theo chơi. Rồi mình đi tiếp cái thứ hai nha, đố chị Dung kiếm được á. Nhảy tanh cái thùng luôn á. Chị sợ nó nhảy dây chứ hà. Đố chị Dung kiếm được. Đúng quá trời ngon, ơi lui lại ở đây nè. Kìa cho chị Dung dở coi. Không biết chị Dung dở có hên không ta. Thì chị Dung dở thử cái này coi. Có gì không? Có không? Wow. Được một con nữa rồi. Ôi, sao mà nó ú nu vậy? Ú quá trời ú luôn. Đây. Ủa các bạn coi nó nè. Đó. Nó ú trời ơi. Quá trời luôn con này nè. Nên nó ăn hết cái mồi luôn nè. Bao nhiêu là cá linh của mình. Nó ăn vô hết trơn luôn rồi. Trời ơi, nó hung dữ quá chị ơi. Nè, chị Dung cầm nó đi. Được hai con rồi. Công nhận sao mùa này chị Dung đi heo ếch mập dữ vậy trời. Ếch này là ếch đẻ chứ con ơi. Mùa này ếch đẻ nhiều lắm. Mùa này là mùa mưa chị Dung. Cái ếch nó đẻ quá, đẻ luôn. Hôm nay á, đi dở lập ếch nhưng mà mình tự tin là sẽ có ếch. Tại vì á, mùa mưa á, ếch nhiều lắm. Với lại á, ở trong cái hồ này nè các bạn,
Trời ơi, ếch nó nhảy nha. Đảm bảo là 100% dính hết không? Dính hết luôn. Thiệt không? Thiệt. Ơi 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 ơi. Hả? Ở đây nè. Ai nhỏ lại đi chỗ. Trời ơi, không có lên nhìn gì trơn á. Wow. Nguyên cái lợp chống không luôn. Thối quá à. Không có gì hết trơn vậy ta. Đây cầm ca. Sao vậy ta? Hay là do chỗ này mình đặt nước nhiều quá nó không vô ta? Không biết nữa. Đi trước coi sao. Kỳ vậy ta. Nay chị Dung qua xong nó lo đi dở mà lo nhiều chuyện không mà chàng. Cái không có thấy được cái lợp nào hết trơn. Kìa kìa kìa. Có ít con. Ít con nó nhảy dữ lắm luôn á chị. Mà bắt không kịp nó. Kìa Ngân ơi. Ơi. Phía trước có một cái nữa kìa. Dở. Thấy không? Dở. Đó, tới Ngân đó. Nó. Kìa, các bạn coi kìa, ếch nhá xanh quá trời luôn. Wow! Có không? Thấy rồi, không có gì. Không có gì hết hả? Kìa, nhảy kìa. Nó nhảy quá trời nhảy luôn. Nó. Sao kỳ vậy Ngân? Xui quá à. Trời ơi, nhái xanh nó nhảy quá trời luôn. Đất nào ếch rồi nhái nữa. Mình đi dài dài lần kia đi. Bữa tụi Ngân đặt tuốt đằng kia phải không? Hình như đặt tuốt đằng kia á. Dạ, hôm qua là hai đứa em đã đặt giáp cái hồ luôn á. Tại vì mình đặt cái khoảng cách nó xa xa các bạn thì ếch nó mày nhảy vô nhiều. Mình đặt gần quá á. Không có nhiều ếch đâu. Trúng gì Dung. Qua mình đặt 8 cái lợp. Giỡn được 4 cái rồi. Ếch. Em không biết sao ha. Ở bên ruộng á là ếch nó rất là nhỏ luôn, nhưng mà không biết sao trong cái hồ của mình á toàn là ếch to đùng không à. Chị nghĩ là không có. Wow. Đây một cái nữa nè. Đây, để em. Em dở đi em. Có con bọt. Ủa trời ơi, con lươn. Con lươn. Con lươn đâu? Không phải con lươn, nhưng mà có con ếch nè. Các bạn ơi, mập lù luôn. Ở thêm một con nữa rồi. Nè. Đây cho các bạn xem nha. Mập lù lù luôn. Đó. Ôi, dễ quá trời dễ vậy. Đây cho chị Dung cầm nha. Vậy là số hên lại Ngân ơi. Hên chưa? Hên rồi. Đi. Nổi, bay nổi mà. Để em bay cho Dung coi nha. 1 2 3. Em qua được rồi. Hai người đó ở lại đi nha. Nhảy heo cẩm kìa. Cầu mong cho đừng có rớt chứ. Trời đất ơi, chưa kịp nhảy nữa bà Hương. Rồi, nhanh lên. Thôi em né ra mới được. Có khi nào lọt trước luôn không ta? Wow. Còn chị Dung, ở lại đi. Rớt hết một cái rồi. Sao bị đứt dây? Đứt dây luôn. Kiểu gì vậy? Đứt dây luôn rồi. Dung hay quá. Lọt dữ rồi, ma lắm rồi. Rồi, tiếp tục thôi. Nhớ đâu ngoài đâu đây cái nè. Có không? Nghe cái tiếng nhảy động nước. Ủa, chỗ này nước nhiều nha mấy chị. Đi rau muống ngon á. Rau muống ngon không? Hái rau muống đi. Chút vô nấu canh chua luôn. Nhớ đâu đây có một cái nè mà sao kiếm hoài không thấy vậy? Đâu? Thấy rồi. Dùng khoái là gì vậy? Đây, các bạn xem kìa, đây một cái nữa nè. Ngăn dở cái nữa coi. Unbelievable, quay. Wow, hai con luôn Ngân ơi. Kìa, ui, hai con luôn kìa. Một con bự, một con nhỏ. Một con vợ, một con chồng. Hai con luôn, quá đã. Thôi các bạn coi kìa, nó ăn không còn một miếng cá nào của mình luôn. Ăn hết trơn cá luôn quá. Rồi. Thích quá. Nó ăn không còn con cá luôn á. Hèn chi. Hai con nó chui vô luôn. Nó nghe được cái mùi cá thúi quá, nó chui vô á. Cá thúi. Nó ăn hết luôn rồi. Tiếp tục thôi. Mấy cái rồi ta? Ở đây 2 cái, trên 3 cái là 5 cái, Dung cầm 1 cái là sao. Vậy là còn 2 cái nữa. Cầm tiếp rồi. Dạ. Em cầm được rồi.
Rau dịu ngon quá chị ha. Ừ. Mùa mưa rau dịu tốt lắm luôn á. Ê, đi đường nào ta? Đi ngày nè. Quá trời ngon rồi. Này xin bảo qua đem ra chợ bán. Đúng rồi, ở dưới đây là khô nha, mình không có đặt được đâu. Đây, chỗ này là mình không có đặt được rồi. Nó muốn quá trời ngon rồi chị Dung ơi. Ừ. Chút quay lại hái không muốn. Chút quay lại hái đi. Chút quay lại hái. Em thấy ở trên kia có một đám cũng ngon lắm á. Đi, mình đi tới đi. Nè, ở đây có một cái nữa nè. Dở cho chị Dung. Cho chị Dung dở đó. Vậy này người ta đam mê với rau cỏ rồi. Đó, đây một cái nữa. Không biết cái này sẽ như thế nào đây, các bạn đón xem nha. Wow, có một con ếch nhỏ kìa. Có một con ếch. Cũng con con rồi phải không? Trọng trọng, không có bự mà cũng không nhỏ. Coi vừa với chị Dung luôn. Đó. Thôi, được một con nữa. Vậy là hên rồi đó. Nãy giờ được mấy con rồi ta? 1, 2 nè. 3. Ngăn mấy con rồi ngăn? 4. Ui, cái gì vậy? 6 con. 6 con. Thôi mình đi đi chị ơi. Đi thôi. Trời ơi, nhái xanh nó nhảy quá trời luôn. Đi tiếp từ đằng kia, xa xa đằng kia. Hôm qua đặt chị cho xa ngăn ha. Đi hoài không tới nè. Quá trời là ếch luôn. Mình làm cái gì vậy Dung? Mình nấu canh chua đi. Hả chị Dung? Kiếm cái gì mặn mặn ăn Dung đi. Mặn thì chỉ có muối mới mặn thôi. Hoặc là nước mắm. Muối nước mắm thì mình thôi vào nước mắm đi. Ở thù eo đi. Dạ. Thôi vậy nước mắm không chị. Sao? Suy nghĩ xong chưa? Quẹt quẹt quẹt. Vậy là một chút mình phải hái rau muống. Đây, có rồi. Cam lè luôn. Ngân ơi, cam lè này dở đi Ngân. Ủa sao tôi vàng khè chứ tôi có cam lè đâu. Ở đây không ai màu cam chứ. Này giống cam hơn nè. Rồi. Vậy là mình hiểu rồi, mình đặt chỗ nào mà mấy bờ mà sắp sắp nước á các bạn thì cô có ếch nhiều, hai cái lợp kia mình đặt chỗ đó nước nhiều quá á. Ừ. Ếch nó không có chịu vô hay sao á. Con này ốm nhom gan ngăn luôn nè. Đó. Dạ. Hết rồi, đủ chưa? 8 đủ rồi, 8 cái. Đây. Thành quả hôm nay của mấy chị em 8 cái lợp quá trời ếch luôn các bạn ơi, trong đó có một cái lợp được 2 con luôn nữa. Đây. Chị Dung hái được 3 cọng rau muống lên nè. Em nhớ ở đây có rau muống ngon nè, mình lên đây coi thử đi. Hái rau muống bỏ vô thùng đi chị Dung ơi. Cái thùng đem theo không đựng được gì hết trơn. Nè, ở đây nè. Thấy được không? Cái này hả? Ừ. Nè. Nghe thấy được không? Ngon không? Được á. Đây, rau muống nhiều lắm. Ở trên bờ á có cái á là nó không có được ngon như ở dưới nước á các bạn. Ở dưới nước thì nó sẽ ngon hơn. Trên bờ thì nó hơi khô cằn hơn. Tại nó không có nước á. Tưới nó thì nó sẽ phát nhiều hơn. Rau muống mọc dưới nước thì nó lúc nào cũng phải ngon hơn. Trên bờ không ngon bằng. Đúng rồi, trời mưa nè, cái rau muống nó ngon. Đất còn ẩm. Chứ phải chị Dung qua mấy bữa nắng là mới không muốn ăn luôn. Cọng này già quá mình bỏ lại. Ồ, nó vô thì lại nhảy xuống xuống. Nhảy xuống xuống. Lại lên cái. Ôi, nó chèo lên nè, nè thấy không? Nó chèo lên tới cái miệng luôn nè. Dũng quá. Tính nấu canh chua thiệt hả chị Dung? Ồ. Ủa, hai cầm gầm muống mẹ, chị hai cầm muống nấu canh chua đi. Em đó. Vậy mình hai cầm muống nấu canh chua ha. Nè, con này bỏ vô một cái nha. Áp đi rồi. Nãy sẵn ghé cái vàng kìa, hái ít nước nữa. Không hái này già hết trơn. Hơi bị già đó. Nó hơi thôi chứ chưa tính nổi. Xong. Hết chưa? Nửa ký em chị vô.
hết rồi. Cái này hả? Hơn nửa ký ạ. Hơn nửa ký không? Để em bỏ mấy con cá thình ra mới được. Đúng không? Cầm nước rồi. 7-800 ngàn. Cái này chắc cũng cả ký á. Nửa ký hả? Cả ký luôn á. Để trong đây là hứa cái lợp luôn á. Được bỏ luôn. Bỏ con cá ra nè. Rồi sao? Mình thủ tiêu nó đi đặng mình mới làm nó được. Em không có thủ tiêu nó được. Một chị Dung hay là em đó. Chọn đi. Chắc là em hả? Chắc là cẩm đi. Đây, đây là ớt mà mấy chị em mình đã làm xong nè các bạn ơi. Thịt quá trời thịt luôn, rất là nhiều luôn nha. Còn đây. Nè. Đây là cái mảnh da của con ớt mập lúc nãy đó các bạn nhớ không? Đó, mình đã lột nó ra hết rồi. Thì hồi nhỏ có chơi các bạn là đây là cái lon sữa bò nha. Còn đây, đây là cái mảnh da của ớt. Mình sẽ làm cái trống. Để lên gì? Mình đem phơi nắng cho nó căng ra đó. Rồi sau đó mình lấy đũa mình đánh lên. Bùm 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 chắc bùm 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 chắc chắc bùm bùm. Dữ hính luôn. Để thiệt. Nhà đem phơi nắng nha. Kiếm một cái không được. Hai cái đó làm được hai cái trống. Hai cái trống luôn. Này kiếm cái hộp sữa bự á, bự chảng luôn á là đưa vô là vừa. Cái trống nhìn mắc cười quá. Nó nghe đó. Căng ra ha. Cho nó căng ra. Rồi mình sẽ đem đi xuống phơi nắng. Xong. Đây. Rồi đem ra cầu phơi đi. Da nhiều quá. Da đó làm được hai cái. Mấy chị em mình thì vừa chế biến nguyên liệu xong thì cũng cùng lúc đó chị ba lại vừa về. Nó xách theo một bịch cốc chà bá bự. Trong lúc chờ đợi chị ba nấu đồ ăn thì cho mấy đứa ăn tráng miệng. Chị ba có nấu đồ ăn hả? Nè chị chuẩn bị nè. Nghe nè. Vậy là ngày hôm nay mấy chị em mình sẽ ngồi trên ăn cốc ung dung, còn để chị ba một mình nấu cơm. Đúng, đúng không? Được. Chị ba chuột lỡ tại vì ngày hôm nay chị ba không có đi bắt ếch chung với mình. Nên là về chị ba nấu cơm. Hôm nay là chị ba cũng có việc nha. Chị ba sáng đi đâu vậy? Sáng chị đi khảo sát bên từ thiện á. À. Ngon không? Cốc ngon không? Ngon. Cốc này không có chua, nó không có cùi. Ê, cốc đâu bằng me đâu. Trời đất ơi. Ê, găng à. Me tới giờ nấu ăn chua thôi chứ sao ăn nổi gì không? Cẩm nó nhỉ. Cái nghe mùm me nó nhỉ. Chị ơi, lấy cái gì lại. Lại cho nó mới được. Nãy em lấy cái ớt chơi. Chị Dung ơi, ớt không chơi đâu chị Dung. Chị Dung, cho em xin hai chớp em để trên. Bây giờ thì mình xin phép bật mí với các bạn nha. Cái nhiệm vụ cao cả và rất là quan trọng của chị bé ba trong nhóm đó là hàng ngày trước khi mà tụi mình ghé thăm những cái hộ gia đình nghèo thì chị ba sẽ đi chơi tới rồi khảo sát trước, rồi về mới nói lại hoàn cảnh với chị em của tụi mình, rồi xong rồi chị em của tụi mình mới tìm tới sau. Nó chị ba là người rất là quan trọng. Chị ba là người tiên phong nhất đó. Đúng rồi, chị ba là người yên tâm đi, chị ba bảo vệ em, chị ba yêu thương em. Nhưng mà tới hồi mà tới đó rồi là mất tiêu chị ba. Sao lại nói gì? Tại vì chị ba đâu có vô đâu, chị ba đứng ở ngoài mà. Đúng không? Đúng. Rồi, chưa cắt. Rồi chị bỏ vô đi, xả với lại tỏi nó vàng rồi nè. Tội quá. Kêu một cái xèo luôn. Xèo. Quá. Ủa cái đùi nào đùi đấy nha. Mình để qua kênh. Y chang cái đùi của chị. Cái đùi chị ba nó đùi như thế này đó hả? Đo thử đi. Nói đâu biết. Giống cái đùi của chị An á. Cái ớt này nè. Hả? Giống đùi chị An. Chết, nói xấu nha. Nói xấu nha. Chị giấn mặt em à. Không, chị An nói là đùi chị An là đùi ớt mà. À, không biết hả? Hồi xưa chị An nói đùi chị An giống mẹ chị An là đùi ớt. Để con biết. Chị nói gì đó? Cho muốn lửa xăng. Lửa quá à. Đúng rồi, củi này lửa cái gì. Ồ, nó nóng. Xèo xèo quá chị ba ơi. Bên kho mình nấu canh chua. Thêm miếng dầu không cả? Thêm miếng thì ít thôi, một chút xíu thôi. Chị thấy nó khô quá. Chị nào ớt nó đổ qua anh kia được, đổ qua được luôn rồi đúng không? Sao
bỏ ớt qua nha. Bỏ ra hoặc là móc vô cái tô nem. Bỏ ớt qua canh chua. Ôi cảm ơn cái đùi nó xăng. Cái bắp chuối. Cái bắp đùi. Bắp chuối. Cái đùi và cái bắp chuối. Cái con chuột. Chị ơi, hai cái giò này bự quá, em cho qua đó luôn đó. Cái con chuột. Chị ba chị em tí nước mà. Rồi như đây thôi nha. Cái nước màu, cái nắp màu hồng. Kìa kìa, em đứng em thấy đó, đố chị ba kiếm được. Cái nắp màu hồng. Cái nắp màu hồng. Đúng rồi. Cái nắp màu đỏ mà. Tại vì nó bự quá. Đâu thấy nổi. Ôi, cái ớt kho này nè, cái đùi nào, cái đùi nấy nè chị. Chị nói là giống, giống giống cái đùi của chị không? Giống. Giống cái đùi của chị. Cái đùi của em là cái ống, cái bắp chuối. Cái bắp chuối. Một bên là canh chua, một bên là kho. Đợi nào cá ra. Của em. Đây. Thơm, còn sót lại được. Rửa sát dài cái bà. Ở các cô chú, anh chị, các bạn ơi, hôm nay thì mấy chị em có một bữa ăn là không tốn tiền luôn, bữa ăn không đồng nha, bao gồm có ớt kho sa ớt nè, rồi ớt nấu canh chua, rau muống, mướp xào, cà, ngoài vườn hái còn được trái, sắp hết rồi. Già rồi đó, là trái cây tráng miệng đó. Rồi, chỉ tốn tiền gạo thôi. Xin mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm nha. Rồi mình ăn cơm thôi. Mời cả nhà ăn cơm. Ngon quá ha, ớt ngon quá à. Ừ, mướp mình còn sót lại mới đó ha. Ông hoài còn hoài á. Cái vàng còn rất là nhiều. Đi ra ha. Thấy không bao giờ hết. Có mưa dài đám là nó tốt mà. Ớt nấu canh chua nè. Chấm bữa nay còn quá trời luôn á. Bỏ một đống mướp. Cái thịt ớt. Nó săn. Mướp ngọt quá. Cái rau muống nó giòn. Giòn không? Mướp còn ngay luôn á. Mướp ngọt hả? Mình thử rau muống. Cái rau muống nó cực kỳ giòn luôn á. Ngon không? Thịt ớt ngọt. Mè nó chua chua. Chắc chua không? Không có chua. Dừa dừa. Dừa. Ít chua đó. Có chị ăn hay gì chua đó. Ít chị chua ba hay chua đi. Hả? Chị ba đây ăn hết con chua. Chị ba kêu là chị ba có thể cắn trái chanh ăn được, cho nên là mấy cái này chị ba phải ăn thiệt là chua. Đúng rồi. Cái ớt kho sả ớt này nè là chưa có ra đủ cái trình độ mà mặn mà đối với em với Ngân đó. Còn mặn nữa hả? Đúng rồi, em với Ngân mà ăn một mình ha, là mấy cái là mặn mè. Cho nên là bình thường á, cái nào mà đồ kho mà chị thấy tụi em chấm nước mắm là chị hiểu rồi á. Nhà có người có gu ăn uống khác nhau. Hồi nãy chị để thêm miếng nước mắm đó. Nhưng cho em ăn mặn hơn gì nữa. Lên máu. Mặn quá lên máu. Lên đụng thấy hết tụt hoài à. Mướp rất là ngọt luôn á. Ngon không? Chàng nước xả này là ngon. Nó dài lắm luôn á. Đúng rồi, nó chắc kinh khủng luôn á. Em ăn rau muống. Muốn cũng ngon lắm. Ớt là chắc tập thể dục nhiều. Chắc. Đi bộ nhiều. Mập, con nào con nấy mập lù. Em ăn mướp nha. Mướp ngọt. Ừ. Ngọt ngay luôn. Còn mấy trái nữa, cặp mấy trái già. Còn nhiều lắm. Mưa hoài là còn hoài á. Bữa nay đi dưới không có thấy nữa, đi trên mới có. À, nhưng mà sao mà bầu mình nó nguội ha. Tại vì nó ít hơn mướp. Nó có 2 giây à. Nhưng mà cắt trồng nó khó hơn mướp. Đúng rồi. Nó lâu ra. Mướp là dễ trồng nhất luôn á. Dễ trồng hơn bầu, bầu khó trồng hơn. Hôm nay trời hết mưa rồi. Cũng còn ui. Trời ơi. Ừ.
Công nhận ớt nó bự thiệt luôn á trời. Ớt chúa. Ôi cái nhà hoài phải cái chấm chừng nào nó mới không. Em không phải chấm chứ. Cố gắng phải chấm nha Cẩm. Mưa lấy dầu nha. Chắc chị ba không có chấm đâu. Sao không? Do ớt chứ gì? Biết không? Đúng rồi đó. Bây giờ ớt căng ra. Ừ. Vậy là tuổi thôi chị ba quá dữ rồi. Đó chị ba nè. Do ớt nè. Làm căng làm cái chấm á. Ừ. Ống thục nè. Ngăn là chắc không biết ống thục đâu. Tuổi hơn ngăn im đừng. Thục nó vô con mắt luôn. Không. Cái trái bố á. Nó làm bằng cái trái bố á. Hồi đó mình chơi bằng cái hộp châm á chị. Để cho con thục thục một cái vô con mắt. Học cái chai bố á. Chai bố là nó giống như là cái chai bố giống như là cái dao đai mình bữa hổm trồng với cái cây nó trang gì đó. Nhưng mà nó có trái chùm 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 nhỏ nhỏ vừa vô cái lỗ con thục lắm. Bắn nghe cái tiếng vang xa lắm kìa, cái tiếng nghe hảnh hóc. Cái tụi em chỉ biết tụi em chơi không? Như vậy, trái cầu. Ôi trời. À, sao mà nhẹ nhàng quá vậy? Bắn đạn. Không cho bắn đạn. Em muốn chơi bắn đạn á. Không chơi bắn đạn ha. Bắn đạn nè. Ống thục nè. Rồi vụ mà cái trống đó nè. Rồi gì cắt cái nhà chòi. Cái nhà chòi. Cái nhà chòi nữa. Mò hến dưới cái gì nè, mình lấy cái ba cái giá mà bỏ đó. Cái đào cái lỗ dưới đất á, nấu sôi lên cho ăn. Chị ba có chơi nấu cơm cho không? Có luôn. Trời hồi đó nhà chị gần lô gạch mà. Em kể chị thêm một sở thích của anh Cẩm, nó chơi này em biết gọi là tuổi thơ dữ dội hay là chơi ngu. Nó lấy đèn cày nó bỏ trong nắp bia á, nó nấu dần tao sôi lên xong nó phun nước. Trời vậy lắm á, nhăn nó không biết chơi đó luôn á. Trời nhỏ em hay chơi đó lắm, buổi tối á phun nước cho nó hỏi cái bừng lên á. Xong nó cháy phần lên vậy nè. Trời nguy hiểm, cái đó phỏng lắm đó. Mà công nhận hồi đó chơi im ghê luôn, vui ghê luôn á. Im không? Chơi đèn cày nó vui mà. Hồi đó thích nhất là chơi bắt chốn. Năm rồi 15-20. Chơi nhà còn có luôn. Chơi bắt chốn hả? À mình nhắm mình đếm xong á, lỡ phía sau á cái tùng đứng phía sau lưng mình. Đứng phía sau lưng á. Ai có cái câu, có cái câu gì ai sau lưng gì tùng bắt 100 bàn gì. Bạn các bạn ơi, thì sau một ngày mấy chị em đi bắt ớt thì về mình có một bữa cơm rất là ngon luôn, rất là thịnh soạn. Nhưng mà các bạn thích đó thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mấy chị em tụi mình nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.